sọ dừa. Ngày xưa có hai vợ chồng kia, vì quá nghèo nên phải đi ở đợ cho nhà phú ông giàu có nhất trong vùng. Hai vợ chồng rất hiền lành, siêng năng, làm lụng từ mờ sáng cho đến khi trời tối mịt. Điều lạ lùng là hai ông bà đã ngoài 50 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mụn con. Một hôm, người vợ một mình vào rừng kiếm củi. Gặp ngày nắng gắt, oi bức vô cùng, bà khát nước quá mà không tìm đâu ra nước uống. Các khe suối nhỏ đều khô cạn, không còn một giọt nước nào. Bỗng bà bắt gặp một cái sọ dừa nằm trong bụi cỏ, vẫn còn chút nước mưa đọng lại. Bà mừng quá, bưng lên uống ừng ực. Lạ thay, dòng nước mát ấy vừa thấm vào cổ họng, bà đã cảm thấy trong người khỏe mạnh, khoan khoái làm sao. Từ đó, bà mang thai, hai vợ chồng vui mừng khôn xiết. Nhưng đứa con chưa chào đời, người chồng đã lâm bệnh nặng rồi chết. Bà phải làm việc gấp đôi, quần quật suốt cả ngày để kiếm tiền dành dụm nuôi con. Đủ 9 tháng 10 ngày, bà chuyển dạ sinh con. Nhưng niềm vui chưa trọn thì bà đã kinh ngạc đến nỗi ngất đi khi nhìn thấy hài nhi mà mình vừa sinh ra. Đó không phải là một đứa bé bình thường như bao đứa trẻ sơ sinh khác, mà là một cục thịt tròn lông lốc, có đủ mắt, mũi, miệng, tai, nhưng không có mình mẩy, chân tay gì cả. Chờ cho người mẹ tỉnh lại, cục thịt cất tiếng nói. Mẹ ơi, mẹ đừng sợ, con cũng là người đó. Mẹ hãy thương yêu và nuôi nấng con, đừng vứt con đi tội nghiệp nha mẹ. Nghe vậy, người mẹ vừa ngạc nhiên, vừa cảm động, bèn ôm cục thịt vào lòng, âu yếm, vừa hôn con vừa nói. Ừ, cho dù hình hài con có như thế nào, thì con cũng vẫn là đứa con mà mẹ đã mang nặng đẻ đau. Mẹ thương con lắm, cục cưng của mẹ à. Nhớ lại ngụm nước trong rừng hôm nào, bà đặt tên cho con là sọ dừa. Biết chuyện, phú ông cho là yêu quái, liền gọi bà đến rồi nói. Nè, bà già kia, cái cục thịt đó đúng là yêu tinh ma quỷ đó, mày hãy mau vứt nó đi. Người mẹ khẩn khoản van nài. Thưa ông, tuy rằng nó không giống ai, nhưng nó là con của tôi, làm sao tôi đành lòng bỏ đi được. Nếu mày không bỏ nó, thì mau ra khỏi đây, tao không chứa chấp cái thứ quái thai đó đâu. Người mẹ nhẫn nhục chịu đựng những lời chửi mắng của lão phú ông, nước mắt lưng tròng bồng con ra đi. Những người dân làng tốt bụng cảm thương tình cảnh côi cút của hai mẹ con, chung tay góp sức dựng một túp lều tranh ven rừng cho hai mẹ con bà có chỗ trú thân. Mỗi buổi sáng, trước khi đến nhà phú ông làm, bà ân cần dặn dò con. Sọ dừa ơi, con ở nhà ngoan nha, mẹ về sẽ đem cho con một nắm cơm. Bà vừa khuất bóng sau rặng tre thì sọ dừa bỗng biến thành một đứa bé khôi ngô, có đầy đủ hai chân hai tay, khéo léo nhanh nhẹn dọn dẹp nhà cửa, quét sân quét nhà sạch sẽ. Làm xong mọi việc, sọ dừa lại biến thành cục thịt nằm ở góc nhà đợi mẹ về. Thấy nhà cửa gọn gàng tươm tất, người mẹ quá đỗi ngạc nhiên hỏi con. Ủa,
Ai đã quét dọn nhà cửa cho hai mẹ con mình vậy? Sọ dừa chỉ tủm tỉm cười đòi ăn. Mẹ ơi, con đói bụng rồi, mẹ cho con nắm cơm đi mẹ. Bà rình thử mấy ngày nhưng không thấy ai vào nhà mình cả, nên thôi không hỏi sọ dừa nữa. Lớn lên một chút, sọ dừa có thể lăn lông lốc đi chơi quanh làng gần đó. Dân làng trước còn sợ, sau thấy sọ dừa lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi dạ thưa, nên họ rất thương sọ dừa. Trong nhà có bánh trái hay món ăn ngon, họ đều đem cho sọ dừa ăn. Lần nào đứa bé cũng nói cảm ơn rồi mới nhận. Một buổi chiều nọ, thấy mẹ ngồi trước hiên nhà, mặt đăm chiêu buồn bã, sọ dừa lăn đến bên mẹ, hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ buồn vậy? Người mẹ thở dài rưng rưng nước mắt. Con người ta 7-8 tuổi đã biết đi chăn trâu cắt cỏ, vậy mà mẹ nuôi con 10+ năm nay rồi mà con vẫn không có tay có chân gì hết. Suốt ngày cứ lăn lông lốc khắp đầu làng cuối xóm, trong khi công việc của mẹ lại không có ai đỡ đần cả. Sọ dừa nhỏ nhẹ an ủi mẹ. Mẹ đừng buồn, con tuy không có tay chân nhưng vẫn làm được mọi việc đó mẹ à. Ngày mai mẹ dắt con theo đi, con sẽ phụ giúp mẹ. Ôi, làm sao mà con phụ giúp mẹ được? Sáng nay ông chủ gọi mẹ tới nói là từ ngày mai ngoài công việc trong nhà mẹ còn phải chăn một đàn trâu nữa. Mẹ sợ nhiều việc làm không xuể, rồi bị phú ông đuổi thì mẹ con mình biết lấy gì mà sống đây. Mẹ cứ dắt con theo đi, con sẽ chăn trâu cho mẹ. Thấy con quả quyết quá, sáng hôm sau, bà đành dắt sọ dừa đến nhà phú ông xin cho sọ dừa được chăn trâu. Nghe vậy, lão phú ông trợn mắt quát. Hả? Mày giỡn mặt với tao đó hả? Con mày người không ra người, ngợm không ra ngợm, để nó chăn trâu của tao rủi mất một con, mày có đền nổi không? Sọ dừa liền lên tiếng. Thưa ông, con chăn trâu được mà, bảo đảm không làm mất trâu của ông đâu. Thấy sọ dừa khôn ngoan, đối đáp lanh lẹ, phú ông cũng yên tâm phần nào. Thôi được, mày cứ chăn thử mấy bữa cho tao coi. Nhớ là mất một con thì tao đánh chết đó nghe chưa. Từ đó, sáng sáng, người mẹ đặt sọ dừa lên lưng con trâu đầu đàn, lùa ra bãi cỏ. Chiều chiều, sọ dừa lại đánh trâu về. Phú ông thấy đàn trâu ngày càng béo tốt, lớn nhanh như thổi, lại chưa hề lạc mất con nào. Lão rất hài lòng, giao luôn việc chăn trâu cho sọ dừa. Vợ chồng phú ông có 3 cô con gái. Cô 2 thì dữ như chằn, cô 3 thì đanh đá, chỉ có cô Út là hiền từ nhân hậu. Ngày mùa, công việc bề bộn, kẻ ăn người ở phải ra đồng làm việc hết, nên phú ông sai 3 cô con gái thay phiên nhau đem cơm ra bãi chăn trâu cho sọ dừa. Một hôm, đến lượt cô Út đi đưa cơm. Đến ven đồi, bỗng cô nghe có tiếng sáo véo von, lúc trầm lúc bổng văng vẳng bên tai. Cô ngạc nhiên quá, ngồi xuống phiến đá ven đường, chăm chú lắng nghe.
rồi tiếng sáo mới du dương làm sao, giai điệu mượt mà làm sao, thấm thía cả cõi lòng. Cô men theo sườn đồi, lần tìm theo tiếng sáo xem người thổi sáo là ai. Núp sau bụi cây nhìn ra, cô trông thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú ngồi trên bãi cỏ xanh say sưa thổi sáo. Chim chóc kéo tới nghe tiếng sáo của chàng, đậu lên cả vai chàng, nghiêng đầu ngẩng mỏ lên chăm chú lắng nghe. Không hề hay biết có người đang nghe trộm, nên chàng vẫn say sưa thổi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác. Khi nghe tiếng sột soạt trong bụi cây, chàng liền biến thành sọ dừa như cũ, lăn lông lốc trên bãi cỏ. Từ đó, cô Út đem lòng yêu sọ dừa. Có món gì ngon, cô đều để dành cho sọ dừa. Những lần đi đưa cơm, cô đều đi sớm hơn để rình nghe chàng thổi sáo. Ngày sọ dừa tròn 18 tuổi, cậu thưa với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ mua buồng câu đem tới nhà phú ông hỏi vợ cho con đi mẹ." Người mẹ phì cười. Cả ba cô con gái của phú ông đều là lá ngọc cành vàng, còn có là một chàng trai bình thường, mẹ cũng không dám hỏi cưới, huống chi con lại kỳ dị như vậy, ai mà dám gả con gái cho. Nhưng sọ dừa cứ năn nỉ mãi, bà đành mua trầu cau tới thưa chuyện với phú ông. Lão mỉa mai: "Con mày chắc là khùng rồi mới đòi cưới con gái tao." Nghĩ một lát, lão nói: "Ờ, mà được thôi. Mày biểu nó có giỏi thì đem lễ vật tới đây, rồi tao gả con gái cho. Nghe cho kỹ nè: một hũ vàng ròng, 12 tấm lụa, 12 con lợn béo, 12 con trâu cày, 12 giò rượu ngon. Nó phải dựng một căn nhà ngói 5 gian, xà ngang bằng đồng, cửa sổ bằng bạc thì ta mới cho rước dâu về." Người mẹ về thuật lại lời phú ông cho sọ dừa nghe. Không ngờ chàng bình thản nói với mẹ: "Mẹ đến thưa với phú ông rằng con sẽ đem đầy đủ lễ vật tới." Bà xanh mặt nói: "Con ơi, con đừng có đùa dai như vậy, coi chừng mang họa vào thân đó. Mẹ con mình nghèo rớt mồng tơi, kiếm đâu ra vàng bạc, gấm dốc lụa la. Con xin mẹ, chỉ một lần này nữa thôi, mẹ qua thưa với phú ông giùm con, rồi con sẽ lo liệu được mà." Thương con, bà đánh liều tới nhà phú ông lần nữa, vừa nói vừa run lẩy bẩy: "Thưa ông, con trai tôi nó nói nó có đủ những thứ mà ông yêu cầu, nó sẽ đem tới rước dâu." Phú ông quá đỗi kinh ngạc, gọi ba cô con gái lại hỏi: "Nè các con, số lễ vật mà cha thách cưới đúng là cả một gia tài, không dễ gì có được. Vậy mà cái thằng sọ dừa kỳ dị đó lại dám nói là nó có đủ hết. Ngày mai, nếu quả thật nó đem những thứ đó tới đây, thì đứa nào trong ba chị em các con sẽ nhận lời cầu hôn?" Hai cô chị nghe nói đến sọ dừa, liền biểu môi khinh khỉnh nói: "Trời ơi, sắc nước hương trời như tụi con mà đi lấy cái thằng gớm ghiếc đó sao?" Lúc đó, cô Út đến bên cha, nhỏ nhẹ nói: "Thưa cha, con sẽ nhận lời." Phú ông thở dài, trở ra nói với người mẹ: "Được, ta sẽ gả con gái cho. Nhưng sáng sớm mai, con bà phải đem đầy đủ lễ vật tới đây. Thiếu một món thôi
là ta cũng không cho rước dâu, mà cũng không cho đem đồ về lại, nghe rõ chưa? Người mẹ ra về, lòng đầy lo âu phiền muộn. Sợ Dừa khuyên mẹ đi ngủ sớm cho có sức khỏe, chàng sẽ thu xếp mọi việc đâu vào đấy. Sáng sớm hôm sau, khi bừng tỉnh dậy, bà không tin vào mắt mình nữa. Cái chõng tre cũ kỹ với mành chiếu rách tả tơi mà mới hôm qua bà vừa đặt lưng xuống là đã ngủ thiếp đi, giờ biến thành một cái giường bằng gỗ lim trải chiếu hoa êm ái. Túp lều đơn sơ của hai mẹ con bà cũng biến mất, thay vào đó là căn nhà năm gian, mái ngói đỏ tươi, cùng với xà ngang bằng đồng, cửa sổ bằng bạc, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Bà vẫn còn bàng hoàng, chưa dám tin vào mắt mình, thì đã thấy Sọ Dừa lăn đến, nói: "Thưa mẹ, con đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ngoài sân. Mẹ con mình tới nhà phú ông ngay bây giờ, kẻo trễ hẹn." Đoạn Sọ Dừa gọi lớn: "Người hầu đâu? Đem áo gấm Hà Nhung ra đây cho ta." Sọ Dừa vừa dứt lời, liền có 20 người hầu từ phía sau nhà bước ra. Chàng lấy chiếc áo gấm được cắt may rất khéo và đôi hài nhung đính cườm lấp lánh dâng cho mẹ, nói: "Thưa mẹ, đây là áo và hài của mẹ. Mẹ hãy mặc vào đi cưới vợ cho con." Người mẹ thẫn thờ, không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Bà chỉ biết làm theo lời con mà không mở miệng thốt lên được lời nào. Đám rước dâu rộn rã kéo đến nhà phú ông. Dân trong làng kéo nhau ra xem vui như hội. Từng món lễ vật được bưng tới đặt trước mặt phú ông. Lão quá sức kinh ngạc, đứng sững như trời trồng. Đếm đi đếm lại mấy lần vẫn không thấy thiếu món nào, lão đành phải gọi cô Út ra. Trong trang phục cô dâu, nàng Út xinh đẹp lộng lẫy, cười tươi như hoa, bước ra chào họ nhà trai. Đoạn Sọ Dừa lăn nhanh về phía trước, cô dâu rạng rỡ đi theo, tươi cười vẫy chào dân làng ra xem, đứng chật hai bên đường. Lão phú ông không biết làm gì hơn là ngậm ngùi nhìn theo con gái, lẩm bẩm: tội nghiệp con Út quá." Về đến nhà Sọ Dừa, ai nấy đều ngạc nhiên thấy những bàn tiệc đầy thức ăn ngon, mùi thơm phân phức đã được dọn ra từ lúc nào. Đến giờ làm lễ gia tiên, mọi người nhốn nháo đi tìm chú rể mà không thấy đâu cả. Họ xem xét kỹ từng góc nhà, chui xuống gầm bàn gầm tủ mà vẫn không tìm ra Sọ Dừa. Giữa cảnh nhốn nháo đó, bỗng có một chàng trai khôi ngô tuấn tú từ nhà sau bước ra, trên tay cầm một cái Sọ Dừa khô, bên trong sóng sánh nước. Vừa nhìn thấy chàng, nàng Út đã nhận ra ngay, đó chính là chàng trai có tiếng sáo vi vu thánh thót mà nàng đã thầm yêu trộm nhớ bấy lâu nay. Chàng trai đến bên cô dâu, sung sướng nắm tay nàng, rồi quay sang nói với mọi người: "Thưa mẹ kính yêu, thưa bà con cô bác, con chính là Sọ Dừa mà ngày ngày vẫn lăn lông lốc khắp nơi. Xưa kia con vốn là một hoàng tử, nhưng vì lời nguyền độc ác của lão phù thủy mà con phải đầu thai làm một cục thịt kỳ dị. Chỉ đến khi có một người con gái thật lòng yêu thương và nhận lời cầu hôn của con, thì lời nguyền kia mới hết hiệu nghiệm,
con mới trút bỏ được cái lốt sọ dừa mà trở lại làm người. Tất cả tài sản nhà cửa này là món quà của một bà tiên nhân hậu tặng cho con, mừng con thoát nạn. Nghe đến đây, mọi người reo hò vui sướng, chúc mừng cô dâu chú rể. Người mẹ quá xúc động trước hạnh phúc lớn lao này, nước mắt đầm đìa, ôm chầm lấy con trai và con dâu vào lòng. Lễ cưới tưng bừng diễn ra thâu đêm. Hai vợ chồng sống hòa thuận, đầm ấm bên nhau đến đầu bạc răng long.